Tại hội trường, các đại biểu tham gia thảo luận cho rằng tham gia CPTPP là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho Việt Nam. Trong đó, nhiều quy tắc liên quan đến xuất xứ hàng hóa, nguyên liệu xuất xứ với một quốc gia mà ngành công nghiệp chủ yếu là gia công các sản phẩm như Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội này, yêu cầu các nhà đầu tư sản xuất nguyên liệu trong nước, thì có thể biến thách thức thành cơ hội, thay đổi từ nước gia công sang nước sản xuất. Một số đại biểu cho rằng, việc cần sửa đổi liên quan theo hướng cho phép thành lập tổ chức công đoàn đại diện không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việt Nam sẽ có các tổ chức bảo vệ người lao động bên cạnh Tổng Liên đoàn là một trong những thách thức lớn, vì trước nay chúng ta chưa từng thực hiện điều này. Các đại biểu cũng đề nghị đánh giá kỹ hơn các tác động về kinh tế khi Việt Nam tham gia 7 hiệp ước, khả năng tạo việc làm mới không nhiều, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chịu tác động. Cũng liên quan đến hiệp định này, sáng nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá các tác động của hiệp định này trong quá trình đàm phán, khẳng định Việt Nam đủ lực, đủ tâm thế để tham gia hiệp định thương mại thế hệ mới như vậy. Dự kiến Quốc hội sẽ phê chuẩn hiệp định vào ngày 12 tháng 11 tới đây.